Có lẽ Apple trong năm 2015 đã rất chú trọng tạo nên những chiếc smartphone đánh mạnh vào thiết kế từ chiếc R7 LED, R7 Lite, Mirror 5 và bây giờ là Neo 7. Không sở hữu vật liệu cao cấp từ kim loại hay kính, Neo 7 thừa hưởng nét đẹp tổng hòa từ những người đàn anh cao cấp hơn được thể hiện vào trong những chi tiết bằng nhựa được gia công một cách khéo léo và tỉ mỉ. Khuôn viên bằng nhựa giả kim loại trên Neo 7 được làm khá công phu. Nếu nhìn từ xa hoặc thậm chí là ngay cả khi cầm trên tay, nhiều người vẫn có thể lầm tưởng đây được làm bằng kim loại. Đặc biệt là trên phiên bản màu trắng, phần khuôn viên này có màu vàng đồng hiện đang rất hot hiện nay. Chắc chắn sẽ tạo được sự phấn khích cho những người tìm kiếm một sản phẩm có thiết kế đẹp ở tầm giá 4 triệu. Một điểm cộng nữa ngoài chất lượng gia công tốt, tính thẩm mỹ cao mà phần khuôn viên này còn được bo tròn nhẹ. Điều này tưởng chừng là nhỏ nhặt nhưng thật sự nó giúp việc cầm nắm trên tay thoải mái, không bị cứng và ôm lấy chắc tay người dùng. Sự thành công về kiểu viền bao công này đã và đang thể hiện trên bộ đôi siêu phẩm iPhone 6S và 6S Plus của Apple. Và giờ đây, Apple là người mang điều đó tới phân khúc phổ thông, vốn tiếp cận được với nhiều người hơn. Mặt lưng của Neo 7 mang lại sự bóng bẩy lấp lánh khi có ánh sáng chiếu vào. Thật sự, Apple đã làm phần mặt lưng này rất tỉ mỉ vì thực chất nó được làm bằng loại nhựa bóng giả kính giống như chiếc Mirror 5, thay vì được làm bằng kính như nhiều người vẫn nghĩ khi lần đầu nhìn thấy. Tuy vậy, nó cũng có những nhược điểm cố hữu. Đầu tiên là rất dễ bám lưu lại dấu vân tay, nhất là phiên bản màu đen sẽ thấy điều này rất rõ rệt. Thứ hai là người dùng nên sử dụng kèm với ốp lưng hay miếng dán mặt lưng này lại vì nó khá dễ xước dâm. Lâu ngày sẽ mất dần tính thẩm mỹ nếu không giữ gìn tốt. Nắp lưng của máy cũng tháo được tương tự như người đàn anh Mirror 5 để lộ ra hai khe cắm SIM và một khe cắm thẻ nhớ. Một điểm đáng tiếc là dù bóc được nắp lưng nhưng người dùng lại không thể thay pin cho sản phẩm này. Cấu hình của Oppo Neo 7 không thuộc diện đặc sắc nếu so với các đối thủ cùng tầm giá. Máy sử dụng vi xử lý MediaTek MTK6582 với 4 nhân 1.3 GHz và thanh RAM là 1 GB, giống với sản phẩm đã quá quen mặt trên thị trường như là LG Magna. Điều đáng nói là phiên bản quốc tế của Neo 7 lại được trang bị chip Snapdragon 410 của Qualcomm. Về mặt người tiêu dùng, sự khác biệt đó khiến cho sản phẩm được bán tại Việt Nam mất đi khả năng hỗ trợ mạng 4G sẽ được triển khai trong thời gian sắp tới. Và với sự quen thuộc của Qualcomm thì con chip Snapdragon 410 hiển nhiên sẽ được ưu thích nhiều hơn. Tuy nhiên, sức mạnh của máy vẫn đủ để gánh đa phần các game với thiết lập đồ họa ở mức trung bình. Thử nghiệm với hai tựa game nặng về đồ họa và khả năng xử lý vì có nhiều cảnh phức tạp di chuyển với tốc độ cao là Modern Combat 5 và Alpha 8. Máy vẫn chạy mượt mà và không hề có hiện tượng lắc hay giật nào. Màn hình cũng là một phần tạo ra sự nổi bật cho Neo 7, không phải là sự vượt trội hơn so với đối thủ mà là sự khác biệt đến lạ kỳ. Trong khi tất cả các máy cùng phân khúc của hãng khác đều coi màn hình độ phân giải HD 1280x720px là trang bị tiêu chuẩn, thì Oppo vẫn sử dụng độ phân giải QHD 960x540px trên sản phẩm của mình. Xét về độ phân giải là thế, nhưng khi nói đến màu sắc, độ sáng và góc nhìn của màn hình trên Oppo Neo 7 thì thực sự không hề tệ chút nào. Tấm nền IPS mang lại sự phong phú, tươi tắn đối với các gam màu, sự tách biệt màu sắc được thể hiện rõ ràng. Góc nhìn máy tốt, không bị thay đổi màu sắc nhiều khi bị nghiêng hoặc là từ dưới lên, từ trên xuống. Độ sáng ở mức khá giúp đem lại hình ảnh rõ ràng hơn khi sử dụng máy dưới trời nắng gắt. Hệ điều hành ColorOS 2.1 được tích hợp trên Oppo Neo 7 dựa trên nền tảng Android 5.1 cho khả năng hoạt động nhẹ nhàng, mượt mà trong các thao tác sử dụng. Mặc dù bây giờ các đối thủ cũng đã tích hợp đầy đủ các tính năng thông minh như là thay đổi thêm, vẽ cử chỉ trên màn hình, chạm hai lần để mở khóa màn hình, v.v. vốn từng là điểm mạnh dành riêng cho nền tảng của Oppo. Nhưng khi đến với thương hiệu này, người dùng vẫn sẽ cảm nhận được những trang bị chất lượng và kiểu hiển thị rất Oppo. Số lượng thao tác thông minh nhiều và dễ sử dụng, kho chủ đề đồ sộ về cả mặt chất lượng và số lượng sẽ là lựa chọn thú vị dành cho nhiều người yêu thích sự đổi mới liên tục. Với viên pin có dung lượng là 2420mAh, máy có một thời lượng khá tốt so với mặt bằng chung của các sản phẩm khác cùng tầm giá. Máy đạt thời gian sử dụng liên tục là hơn 7 giờ đối với các thao tác hỗn hợp như là lướt web, chỉnh sửa ảnh, xem video, soạn thảo văn bản, v.v. Kết quả này có nhỉnh hơn đôi chút so với một số sản phẩm khác, nhưng trên thực tế thì sự chênh lệch này là không đáng kể. Camera sau của máy có độ phân giải là 8MP, cảm biến kích thước 1.4 inch, một con số khá nhỏ. Nhưng bù lại, khẩu độ của máy mở tới f2.0 cùng bộ xử lý ảnh Full EMI 2.0+. Camera trước 5MP cùng nhiều chế độ làm đẹp, đảm bảo cho ra bức ảnh tự sướng có chất lượng đẹp ảo diệu. Tổng quan thì chất lượng ảnh mà máy mang lại ở mức chấp nhận được với màu sắc tươi, khả năng thực thi nhanh, lén nét tốt nhưng chi tiết ảnh giảm rõ rệt trong môi trường ánh sáng phức tạp hoặc là thiếu sáng.
Thiết kế đẹp, hệ điều hành có bản sắc riêng, thời lượng pin đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng hàng ngày. Oppo Neo 7 như là một anh chàng thời trang, sành điệu, tạo sự thu hút bởi vẻ đẹp của mình trong vùng đất vốn nhiều anh tài về cấu hình hay là camera. Vì lẽ đó, sản phẩm này không hẳn sẽ làm hài lòng tất cả mọi người, đặc biệt là những người yêu thích game, đòi hỏi cao về cấu hình xử lý, sẽ tìm tới những sản phẩm khác nổi trội về mặt này hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.